này nó bị dính tài khoản iCloud rồi. Phiên bản có SIM nha các bạn, này là 3G có xài SIM đầy đủ ha. Thì lúc trước á, mà những cái máy 3G thì thường mình tháo máy, mình bỏ con IC đi để mình hạ về bản wifi mình xài, nhưng mà nhiều khi tháo máy nó cũng có rủi ro không đáng có. Thôi giờ mình bypass. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình nhận bypass cái máy iPad 4 nè. Này nó bị dính tài khoản iCloud rồi. Phiên bản có SIM nha các bạn, này là 3G có xài SIM đầy đủ ha. Thì lúc trước á, mà những cái máy 3G thì thường mình tháo máy, mình bỏ con IC đi để mình hạ về bản wifi mình xài, nhưng mà nhiều khi tháo máy nó cũng có rủi ro không đáng có. Thôi giờ mình bypass vô trong á, mình xài bình thường nha các bạn. Các bạn tải về hai cái file này nè, rồi chuẩn bị cho mình một cái USB để cho mình tạo cái landmark USB chạy trên Windows được nha. Rồi khi USB nó nhận á, thì mình mở cái Blender lên, rồi mình tạo cái file ren USB vô cái USB của mình á. Các bạn làm cái này thì nó cũng khá là đơn giản hơn, tại vì mình không có Mac OS á, mình chạy trên Windows thì mình phải tạo được cái ren USB nha các bạn. Sau khi á mà mình tạo xong á, cái USB nó còn bao nhiêu KB kệ nó các bạn, trong này các bạn đừng có đụng đến mấy cái file này nha. Rồi mình tắt máy khởi động lại, vô cái menu boot của cái máy mình ạ. Mấy bạn là phím tắt cái gì thì các bạn bấm theo tương ứng nha. Rồi các bạn đợi cho nó vô cái menu boot á, chọn đúng cái USB của mình. USB của mình là ví dụ Toshiba nè, là mình bấm enter là nó vô cái giao diện của cái landmark USB. Các bạn đừng có để ý mấy cái ô kia, mình để ý cái phần mà boot ren USB á. Rồi các bạn bấm vô OK, là đợi cho nó vô cái giống như cái giao diện của cái macOS á. Nếu các bạn nào mà vô bị lỗi á thì coi lại cái video cũ giùm mình nha. Rồi lúc này thì mình chọn ngôn ngữ tiếng Anh, rồi bấm OK, đợi cho nó vô cái menu của cái giao diện ren USB á các bạn. Chọn terminal nè, rồi các bạn gõ lệnh để vô menu mình thực thi nha. Menu enter. Rồi lúc này thì ví dụ như các bạn vô bonus thì chọn số 1, vô bonus depo những cái dòng thấp á, thì chọn số 2. Ví dụ máy mình iPad 4 nè, mình chọn số 2. Rồi nó kêu đưa máy vô chế độ depo để mình chạy bonus đó các bạn. Rồi các bạn cứ đưa cái con iPad của mình vô depo bình thường. Khi vô depo thành công á, tool nó báo là đã đưa vô bonus. Rồi lúc này thì mình tắt tool, mình khởi động lại máy, trở lại cái môi trường Windows á, mình mở cái tool đó, mình bypass thôi. Cái đây là máy Hello nha các bạn. Rồi mở tool lên, nó nhận đầy đủ nè. Rồi các bạn cứ bấm bypass Hello. Nói chung làm những cái dòng thấp này thì mình không có cần get Hello, bootstrap gì hết nha các bạn. Mình vô bonus được á thì mình bypass thôi. Vô bonus thì tùy theo cái dòng thấp hay dòng cao nha, nó có những cái cách vô nó đơn giản hay là nó hơi phức tạp chút nha các bạn. Rồi các bạn cứ đợi cho nó bypass. Cái tool này mình chạy được thì mình phải order series nha. Mấy bạn nào cảm giác thấy khó khăn quá thì liên hệ với mình, mình order giúp các bạn nha. Rồi lúc này nó đang boot trên disk, rồi mình đợi cho nó chạy thôi, không có cần làm gì nhiều nha. Quan trọng mình vô bonus được thì mình bypass được rồi các bạn. Lúc này thì nó mail data, rồi tự động nó bypass Hello cho mình luôn. Rồi bypass thành công rồi các bạn. Rồi các bạn đợi cho nó lên menu, mình nhờ vô trong, mình tải YouTube hay là một số cái app cơ bản mình xài thôi nha. Máy này thì iOS cấp 10 ra khá là lâu rồi, cho nên nó cũng không có hỗ trợ những cái ứng dụng nhiều như bây giờ nha các bạn. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.